Xin chào các bạn, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt iptables và thiết lập một vài luật firewall cơ bản. Thì ở trên Linux chúng ta có sẵn một cái firewall và chúng ta gọi là framework là Netfilter. Framework này sẽ cho phép chúng ta chặn lọc gói tin theo địa chỉ IP và port. Chúng ta sẽ sử dụng iptable để thiết lập các luật của firewall. Ở trên CentOS 7 mặc định là sử dụng firewallD, nhưng mà mình không muốn sử dụng firewallD và mình sẽ bỏ cái firewallD này đi, bởi vì khi chúng ta sử dụng iptable chúng ta có thể tương thích với các hệ điều hành CentOS cũ hơn như 6 hoặc là 5. Thì ở đây chúng ta có một cái mô hình bảo vệ là như sau. Chúng ta có một cái máy chủ Linux của chúng ta ở đây và cái tương lửa iptable này sẽ bảo vệ chính các dịch vụ ở trên máy chủ Linux của chúng ta. Bây giờ mình sẽ minh họa bằng lệnh để cho các bạn thấy. Bây giờ mình kiểm tra là firewallD có được cài đặt trên máy tính của mình không thì mình làm như sau. Mình gọi là rpm cách ra -qr cách ra rep đấy firewallD. Rồi, trong trường hợp này máy tính của mình không sử dụng firewallD. Còn nếu như các bạn chạy cái firewallD thì các bạn hãy gõ cho mình câu lệnh sau để dừng cái dịch vụ firewallD và disable cái dịch vụ firewallD này đi bằng câu lệnh là system ctl cách ra stop cách ra firewallD. Đó, câu lệnh thứ nhất là như thế. Và câu lệnh thứ hai là system ctl disable cách ra firewallD. Rồi, đó chính là hai câu lệnh. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là iptable đã được cài đặt trên máy chủ này chưa, thì mình gõ câu lệnh là rpm cách ra -qr cách ra grep lấy iptable. Thì mặc định chúng ta có một cái gói tin iptable này đã được cài đặt trên cái hệ thống Linux này của chúng ta. Tuy vậy để sử dụng dịch vụ iptable này thì chúng ta phải cài đặt thêm gói tin nữa. Là chúng ta làm như sau, chúng ta gõ là yum install cách ra iptable gạch ngang services enter. Chúng ta ấn yes để cài đặt cái gói tin này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại rpm-qr grep lấy iptable. Thì lúc này chúng ta đã có một cái gói tin về dịch vụ của iptable rồi. Bây giờ chúng ta sẽ enable dịch vụ iptable này lên. Chúng ta có câu lệnh là system ctl cách ra enable cách ra iptable enter. Rồi các bạn sẽ thấy có một cái dòng như thế này, có nghĩa là chúng ta đã enable cái dịch vụ iptable này lên. Khi mà cái máy chủ của chúng ta khởi động thì dịch vụ iptable này sẽ được bật. Kế đến thì chúng ta sẽ start cái dịch vụ này lên bằng câu lệnh là system ctl cách ra start cách ra iptable enter. Chúng ta sẽ kiểm tra câu lệnh này bằng cách là chúng ta gõ system ctl cách ra status cách ra iptable enter. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nếu như ở đây có dòng là active thì như vậy là iptable của chúng ta đã được kích hoạt. Bây giờ mình gõ câu lệnh là iptable cách ra -l to enter. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng thông tin là như thế này. Và bây giờ các bạn chỉ cần tập trung cho mình là dòng như mình bôi trên màn hình. Dòng này có ý nghĩa là gì? Dòng này có ý nghĩa là firewall iptable sẽ chấp nhận cái cổng SSH trên cái máy Linux này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Rồi, các bạn đã nhìn thấy như thế. Giả sử sắp tới mình sẽ cài một cái dịch vụ là HTTP. Và các bạn biết cổng HTTP chính là cổng 80. Làm thế nào mình có thể mở một cái port 80 trên cái iptable này? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta gõ là v cách ra etc sysconfig và iptable. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Đây chính là cái dòng này. Chính là cái dòng 22 này. Và bây giờ chúng ta sẽ copy cái dòng này ra. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta gõ là y dài và ấn P để paste. Rồi. Các bạn ấn Y để insert. Sau đó các bạn kéo đến cái số 22 và các bạn sẽ gõ cho mình cái số là 80. Có nghĩa là chúng ta sẽ chấp nhận cái cổng 80 được mở trên chính cái máy chủ Linux này. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy. Và bây giờ mình ấn Escape để thoát ra. Sau đó mình ấn 2.W và Q để ghi lại. Bây giờ mình sẽ khởi động lại dịch vụ iptable để cho phép nhận cái luật firewall mới. Thì chúng ta gõ câu lệnh là System ctl cách ra Restart cách ra iptable Enter. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một câu lệnh là iptable cách ra -l hoa Enter. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta đã thêm một cái luật này rồi. Như vậy là chúng ta đã mở port 80 thành công. Như vậy là mình đã hướng dẫn nhanh các bạn cách cài đặt iptable và thiết lập một vài luật firewall cơ bản. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo.